Danh hiệu Hoa hậu và sự bất thường của Hương Giang. Sự im lặng lúng túng của Hương Giang trong một loạt ồn ào gần đây khiến nhiều người khó hiểu. Hình như Hoa hậu thân thiện là điều cô đang hướng tới. Như một điều không thể khác, những rắc rối phiền phức mà các ngôi sao gặp phải luôn tỷ lệ thuận với ánh hào quang họ sở hữu. Càng nổi tiếng, càng được nhiều người hâm mộ, thì những chuyện ồn ào lại càng được tăng lên theo cấp số nhân. Hương Giang cũng vậy, nếu nhìn vào chặng hành trình của cô sau khi đoạt ngôi Hoa hậu, người ta sẽ nhận ra thứ chân lý, càng trên cao càng lạnh, vốn đã tồn tại rất lâu trong showbiz. Hương Giang thay đổi hay những người bên cạnh cô thay đổi? Ngay sau khi đoạt ngôi Hoa hậu tại Thái Lan, danh tiếng cũng như của Hương Giang tăng lên đột biến. Cùng với đó, sự ủng hộ mạnh mẽ từ lượng fan hâm mộ đông đảo cũng như cộng đồng LGBT đã mang tới cho cô gái trẻ ánh hào quang rực rỡ nhất kể từ khi cô bước chân vào showbiz. Hương Giang đang ở trong thời điểm rực rỡ nhất của sự nghiệp và đó cũng là lý do khiến cô lựa chọn mềm mỏng hơn trước những ồn ào. Giờ này, người ta không còn gọi cô là Hương Giang Idol mà thay vào đó là Hoa hậu Hương Giang. Tần suất xuất hiện của cô cũng trở nên dày đặc bởi ngoài vai trò ca sĩ, cô còn đang là một Hoa hậu quốc tế kiêm một người đại diện giàu hình ảnh của cộng đồng LGBT. Không khó khăn để hiểu được sự sung sướng phấn khích của những người yêu quý Hương Giang khi chứng kiến những bước tiến xa của cô gái trẻ. Nhưng ở chiều ngược lại cũng rất dễ hình dung ra cảm giác của những người coi Hương Giang là đối thủ hoặc chỉ đơn giản là không ưa thích gì cô. Số lượng những scandal Hương Giang gặp phải sau khi đăng quang ngôi Hoa hậu có lẽ còn nhiều hơn tổng số scandal xảy ra từ khi cô mới vào nghề. Từ những ồn ào qua lại cùng Lâm Chí Khanh, bị Hồng Quế tố cho tới bị Phạm Hương Giang, thậm chí bị lăng nhục nặng nề bởi một nàng á hậu doanh nhân và mới đây nhất là rắc rối cùng nhà thiết kế Hà Duy. Người ta không thể không đặt ra câu hỏi chuyện gì đang xảy ra với Hương Giang vậy. Trong hầu hết những vụ ồn ào, Hương Giang luôn là người bị động, cô luôn là người bị tố hoặc đóng vai nạn nhân, chứ chưa khi nào khác cả. Tất nhiên, khán giả có quyền đặt câu hỏi về chuyện liệu Hương Giang có đổi tính đổi nết sau khi trở thành sao hay không, nhưng dường như đó không phải là lý do duy nhất. Còn một nguyên nhân không thể không nhắc tới, rất nhiều thay đổi đến từ những người xung quanh nàng Hoa hậu. Họ đang nhìn cô bằng một con mắt khác, bởi vị trí và giá trị của Hương Giang hiện tại cũng khác trước quá nhiều. Hương Giang nên tranh đấu hay cam chịu? Câu chuyện của Hương Giang chẳng phải điều gì xa lạ trong showbiz. Chuyện nghệ sĩ lên đời nhanh chóng sẽ phải đối mặt với sự ghen tị tranh đấu của đồng nghiệp là điều không thể khác. Thế giới giải trí luôn tồn tại đủ mọi thứ cạnh tranh tàn khốc và kín đáo. Lâm Khánh Chi thật ra vẫn chỉ là một đồng nghiệp rất đổi bình thường với Hương Giang, bởi dù sao thì những gì cô làm cũng chẳng hề nguy hiểm lắm. Nguy hiểm thật sự phải là những kẻ cạnh tranh trong một mặt cười. Hương Giang thừa hiểu tất cả những điều này. Có điều cô đang rơi vào thế bị động và lúng túng trong cách ứng xử. Trước những lời tố hay mỉa mai, cô im lặng. Trước sự xúc phạm nặng nề, cô lặng lẽ bỏ qua. Trước những chiêu trò đấu đá rõ mồn một, cô chọn cách dĩ hòa vi quý và phủ nhận mọi suy đoán. Thậm chí những câu phản pháo hiếm hoi cũng được viết ra rồi xóa bỏ. Không khó để nhận ra Hoa hậu thân thiện là thứ mà cô đang hướng tới. Có điều sự khéo léo và cả đôi chút cam chịu đang không mang lại cho Hương Giang kết quả như cô mong đợi. Những rắc rối cứ kéo tới liên tiếp, những mỉa mai hay xúc phạm cũng chẳng vì cô mỉm cười hiền hậu mà dừng lại. Thậm chí những câu chuyện lật ngược cũng từ từ xuất hiện trong sự im lặng của cô, như trong vụ scandal cùng nhà thiết kế Hà Duy chẳng hạn. Vẫn biết yên ổn là điều mọi ngôi sao đang lên đều mong muốn, nhưng với Hương Giang thì cô không nhất thiết phải cố gắng trở thành một Hoa hậu thân thiện bằng mọi giá. Hãy nhớ rằng, dấu ấn cô để lại trong mắt khán giả là một cô gái mạnh mẽ và bản lĩnh, chứ không phải là một hot girl chỉ biết chúm chím cười và tạo dáng. Chưa biết trong vụ ồn ào này, Hương Giang đúng hay sai. Nhưng điều người mong đợi có lẽ không phải là sự cam chịu lúng túng của tân Hoa hậu. Điều họ mong đợi là sự thật, là sự mạnh mẽ và thẳng thắn vốn có của Hương Giang, như cách cô thay đổi quan niệm của nhiều người về cộng đồng LGBT và chính bản thân mình. Chiếc vương miện Hoa hậu chuyển giới quốc tế đã khiến nhiều người yêu mến, cảm phục và trân trọng cô hơn. Nhưng chiếc vương miện Hoa hậu thân thiện thì chưa chắc, vì nó vốn không hề phù hợp với Hương Giang.